Ông anh đổ điện thoại trả góp nhỉ? Đổ điện thoại trả góp á? Giờ thời đại 4.0 rồi mà cũng đổ điện thoại trả góp à? Đây. Ui sợ quá. Em cái gì cũng trả góp mà, xăm em cũng trả góp mà. Cái này khó nhỉ? Không biết nữa. Ui giời, cái này bây giờ có mấy trăm thôi em, trả góp được gì cả thằng đi. Ui, mấy trăm thôi em, nhưng mà em tưởng mấy triệu, mấy trăm thì em trả được. Kiểu gì? Cái này bây giờ độ ấy, nó cần phải tháo lắp và nó cần test kỹ cái chức năng của em để đảm bảo con máy em dùng ok. Thì nó có thời gian độ, nó mất phải tầm 60 đến 90 phút. Thì anh độ cho em nhé. Cái này thay 15 phút xong không anh? Ôi, 15 phút á? 15 phút thì bằng anh đi... Đi đâu thì chắc anh em biết rồi đó. Ở đâu độ được máy 15 phút chứ hà ve chai mình chịu. Em ra mang máy qua độ trả góp thì tôi cũng chưa gặp trường hợp nào như này luôn. Thôi không luyên thuyên nữa, giờ tôi đang mở máy cho em Giai để chuẩn bị độ nhé anh em. Quy trình độ máy thì cũng rất là nhiều rồi, chỉ cần tháo lắp các linh kiện cũ rồi thay vào chiếc vỏ mới là xong, dễ như ăn bát bún ý mà. Quá chuẩn luôn. Đó anh em, tôi đã tháo hết linh kiện ở chiếc vỏ cũ ra rồi. Còn đây là chiếc vỏ giờ độ 13 màu xanh nước biển nhé anh em, màu đẹp hết nước chấm luôn. Sau khoảng 30 phút thì tôi đã lắp xong vào chiếc vỏ 13 rồi nhé. Giờ lắp cái màn vào là xong. Cuối cùng thì cũng đến cuối cùng, lắp vào và test lại một lần nữa rồi mang ra cho em Giai. Về nhá, của em xong rồi nhé. Trông được biết anh à? Ông anh em xin người ta bài trà nhỉ? Bài bát phở thôi em. Em không thiếu gì tiền. Thật là vãi chưởng. Đây mời lại đòi đi trả góp. Ông tiền hết bao nhiêu anh nhỉ? Người ông anh còn cái bóng với mấy cái nịt em kỷ niệm lại cho ông anh. Mày bị điên à? Còn nịt em kỷ niệm lại cho.